Mình phát hiện ra một điều là mình chơi game này mỗi khi roadmap nó hơi giật giật một tí là vì mình đã cài được game này lên ổ SSD. Ổ SSD của mình nó chỉ có 128GB thôi. Cộng thêm Win vào nữa thì nói chung là đã đủ để copy cái game này, thế nên đâm ra mỗi lần vào game nó phải đợi một tí. Đổi một cái map nó phải đợi tí 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 tí. Thì ở cuối cái tập trước lúc mình ghi hình xong ấy thì cũng rảnh rỗi mà chơi thêm một tí thì lỡ tay làm mẹ nó luôn cái nhiệm vụ để mở khóa Chocobo mất rồi. Nói chung nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, đánh nhau vớ vẩn thôi, nó không liên quan đến cốt truyện cả, cũng chẳng có phim gì hay để xem hết, thế nên mình cũng chẳng cần ghi lại làm gì. Thì chạy đi chạy lại làm nhiệm vụ cho con bé Cindy một tí thôi. Lẽ bây giờ mình lên lên xe và trở về làm nhiệm vụ chính đi thôi. Nhiệm vụ chính. Ô chết, lại phải loading à? Nó đành vậy, tôi biết làm sao bây giờ. Nói chung là tôi chơi game chỉ vì vui thôi. Nói chung là kiểu ghi hình ấy, mình ghi hình video, mình không nói chung là làm YouTube nữa nhá, mình chỉ gọi là chơi game gì mình ghi hình game đấy ấy. Nó một khoảng thời gian rất là dài rồi, rất rất là dài, chung kỳ cũng chỉ 1-2 năm hay 2-3 năm gì đấy cũng không nhớ nữa, nhưng mà đối với một người thường như thế nó cũng khá là một cái gì đó gắn bó. Đâm ra bây giờ mà chơi một cái trò gì mà mình không ghi hình là cảm giác bứt rứt khó chịu lắm, thế nên cũng mục đích bây giờ cũng chỉ là để ghi lại để sau này xem mình chơi như nào thôi. Thỉnh thoảng có những video cũ cũ ngày xưa mình cũng mở lại mình xem ấy. Cảm nhận sự thay đổi của bản thân thì biết nó thế nào nhỉ. Nói chung bây giờ mình cũng chả chơi vì tiền nữa rồi, tiền nong không quan trọng nữa. Thật ra nếu ai muốn ủng hộ mình thì ấn quảng cáo cũng được, cũng chả sao cả. Dù sao thì hàng tháng cái khoản thu thì nó cũng đỡ hơn. Nửa năm qua mình cũng không ghi hình video gì cả, đâm ra là cái lượng đánh giá nó bị tụt giảm ấy, cái sự gợi ý của YouTube nó cũng không còn nhiều như ngày xưa nữa. Video cũng ít người xem hơn. Với cả bây giờ mình chơi game nó khá là mang tính cá nhân ấy. Không chơi những cái game hot như là cướp đường phố hay là PUBG thì thực ra là cộng thêm nữa là mình cũng không có năng khiếu để chơi những game BBB. Ai mà xem video nhiều của mình chắc cũng biết trình độ chơi game của mình chỉ dừng ở mức nếu có 10 điểm, nếu là thang điểm 10 ấy thì mình chỉ được ở cái mức 3 hoặc 4. À lại về cái thành phố này à? Lại gặp em, lại em Eris. Đợi tí cho HUD nó load map xong đã. Kiểu gì cũng thế, chắc chắn là sẽ giật. Cái game này tuy nó tối ưu về xử lý đồ họa tốt, nhưng mà cái lượng, nói chung cái lượng texture và vật thể của nó quá là lớn. Đây là mình còn chưa bật cái chế độ gọi là gì nhỉ? Chế độ gì liên quan đa giác ấy. Nói chung là để những cái góc cạnh nó tròn hơn đấy, khử đa giác ấy. Đấy, mình còn chưa bật mấy cái đấy. Xem shop để bán cái đéo gì nào. Có cái nguyên liệu thì mình cũng chưa có không. Hello. Anh nhóm xíu. Khi mà lén mọi người chơi lại à, chơi làm nhiệm vụ phụ thì cũng học được nhiều kinh nghiệm hơn, cũng có nhiều cái là trải nghiệm quý giá lắm. Thì có lẽ là trong những cái trận combat tới đây là mình sẽ thể hiện một chút. Chào mừng nó trở lại. Gái phố đâu rồi? Ơ chết, mẹ đang định nói chuyện mà. Đau bụng nên cơn buồn ỉa. À không phải, lại với mấy cái ảo tưởng hiện ra trong mắt. Ui, một ông thần. Như kiểu ông thần Atlas ấy nhỉ. Tay đang đỡ cái đéo giữa lưng như kiểu là quả đất này.
Chuyện gì vậy? Ổn chứ anh? Anh đã ổn thôi, đừng có lo. Rồi, đúng rồi. Đằng này không muốn em gái mình gần hoàng tử ấy. Trốn hoàng gia thầy thị phi, em hãy tránh xa ra đi. Đi thẳng ra ngoài. Mẹ không đi ngủ à? Chẳng đã không định đi ngủ, nói chuyện mấy người đấy thôi nào. Thôi, đâu muốn nghe. Ôi mẹ, cái nắp cống nó bốc khói này, này. Kinh thế nhỉ. Đấy có đồ rơi này. Hoàng tử đi nhặt đồ người ta đánh rơi. Cái máy gì đây? Máy phun nước ở mẹ thành phố này, nước free không ạ? Sang chảnh vào lờ. À quên ở kia chứ, mẹ nhảy này rơi mẹ không vực chết, thấy mẹ luôn. Được rồi. Không nhảy lên nóc ô tô được nhỉ? Nóc tít nó không phá hoại được. Ồ, trông ngoan thế. Đi xem người ta ăn nhưng mà cái ông này cũng ghi được lại công thức giỏi nhỉ. À mẹ thằng tể tướng. Chà 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 chà. Trong game này thì thằng này vẫn chỉ là một thằng người lạ thôi, nhưng mà xem phim rồi sẽ biết thằng này là một nhân vật rất là quan trọng. Nó chính là tể tướng của cái đế chế. Tính cách thằng này quái lắm. Theo cái cảm quan của mình chơi nhiều game rồi thì mình thấy thằng này dễ liên quan đến. Nó là một con boss thì nó rất kinh khủng ấy. Bởi vì cái tính cách của nó rất là tương tự nhá. Cái bọn đế chế này trong cái phim ấy, mình thấy cái thằng vua của bên đế quốc ấy, nó cảm giác như là tính cách của cái thằng vua nó đơn thuần lắm. Nó không có quái dị với cái thằng này đâu. Thằng này thực sự mình không hiểu thằng này nó làm điện. Mẹ cái thằng Boruto cứ chặn đường nó. Thì mình không hiểu cái thằng tể tướng này nó có một cái mục đích gì ấy. Cái văn phong của nó rất là quái đản. Nói chung là xem phim mình thấy thế, còn trong game đã biết thế nào. Game fantasy thì nó hay kiểu đấy lắm. Với cả cướp đường phố nữa, đôi khi boss nó lại là một cái gì đó nó rất là đơn giản. Tính cách nó cầu kỳ là chính. À, lên xe à? Đi xe riêng của nó à? À đâu, đi xe mình ấy chứ. Ô đẹp, quên mất. Gỡ ngay cái vị trí này ra rồi. Đấy, thì hóa ra đấy là cái vị trí mình đánh dấu thôi chứ còn thằng nó đi đâu chứ. À, xe nó chắc là cái xe đỏ đỏ cuối cuối kìa. Sao nó đi xe cùi thế nhỉ? Mà đỗ xe chắn nick này nó ra của đâu ấy. Ở trong game, ở trong cái thành phố này bố trí chỗ đỗ xe vô lý nhỉ. Làm đéo phải nó đi đâu chứ. À nó ra xe đó thật. Được. Đi cùng Adin. Cho phép tôi được chở ngài đi. Tôi chọn ngài. Lái cùng Adin. Nhận được 2 điểm AP. Vậy là cuối cùng là mình lái xe mình, nó lái xe nó. Khắm thật. Xem có ảnh ngọt nào hay ho không? Chả có ảnh nào hay. Mình cứ mấy cái khoảng mà mình chơi không ghi hình nên là mình cứ chơi đi cho lại nhiệm vụ phụ mà con bé Sini nó giao ấy. Làm xong mình lại đi ngủ để xem cái thằng Bromto nó có chụp lại Sini không. Nhưng mà nó đã chụp gì cả. Chắc phải liên quan đến sự kiện đặc biệt gì đấy nó mới chụp cơ. Living Legend, huyền thoại sống. Thành phố nào này? Trông giống thành phố vừa đấy. À đúng rồi. Thành phố này toàn các công nhân nữ làm trong việc ở trong cái nhà máy
cái nhà máy, chả nhớ nhà máy gì nữa, chỉ biết cái nhà máy to to ở phía giữa màn hình. Tập trước chúng ta nghe kể như vậy. Where's Titan is set to slumber? À, thằng này nó dẫn Noctis đến gặp Titan. Chắc là ông Titan là cái ông trong giấc mơ của thằng Noctis đấy. Chắc chắn rồi. The blessing of the gods. The gods. Sự đổ máu của những vị thần. Mồ hôi xương máu của những vị thần. 言っておくけど、競争じゃないよ。ちゃんと俺の後についてきて。ついてこられなきゃゲームオーバーだよ。あとクレンデンも俺の愛車にぶつけないように。いちいちうのるがさどうせい。や。早く行けよ。ではどうぞ。安全運転で。Tôi đã quan tâm đi trước ガđiリガリもすあっさう、tôi たcứ けbật どなさ、nhạc tôi nghe thôi. 旅行でもしてんのかな。旅行で偶然というには無理がある。朝俺たちを待ってやがっただろう。俺もそこが気になる。そしてどこゲームでも知らせに頼むぐらい。帝国人っぽくもないけど。と言ってルシス人でもねえよな。Hoàng tử đang tập lái xe đấy. Bọn mày cứ cẩn thận. 正直関わりたくない。でも断ったらカーテスの大皿には入れない。王子はどう思う？あのおっさんをよ。ああ、ただの変な中年としか。だよね。俺も同じ。とりあえず最初の作戦通り。やばければ戻るだな。Cảnh đẹp nhá. Có những quả dãy núi đá nó như kiểu những cây cầu ấy. Chắc ngày xưa nó từng là một cái di tích gì đấy. ノクト、頭痛は平気か？今は平気だ。たまに運転中にひどいのが来ねえといいな。やばかったら止まってね。ゲームの効果、シニアンが思う。リオウェダイ。この先にシルベはあんのか？っていうか、野宿すんの？どっかでちゃんと休もうよ。Mình nghiện soundtrack của Fantasy 10 và 13. Tiếc là trong game này nó chưa thấy có soundtrack của 10. À, đi vào trạm này. ひとまずテントを立てるか。いや悪いけど俺外大嫌いなんだわ。金は俺が出すからあっちのモービルキャビンで休もう。tăng điểm kinh nghiệm và lưu game. OK, いい lưu đi. なんか旅っぽい。旅ですからね。Chắc là sắp dẫn mình đến một nơi nguy hiểm, thế nên là phải nghỉ ngơi, tăng level và lưu game. Cũng có nhiều để kinh nghiệm đâu, chỗ này chả nhằm nhò gì có mấy trăm điểm. Lại chụp ảnh cái thằng đấy. Hết người để mà chụp ảnh rồi. Cái gì đây? Blow Beast by to summon enemy. Giữ RT và ấn trái phải để triệu hồi kẻ địch. Nhà địch khiêu khích được. À đâu phải. Mister. À gọi kẻ địch kìa, khiêu khích đúng thật. Chắc phải đánh nhau mới có cơ. Đấu nhà đài nữa. Thằng này nó đợi mình trong tạp hóa à? Cửa hàng tiện lợi. Thằng này cứ thích rủ mình đi chơi khắp nơi chán đấy nhỉ. Chả thích làm gì nó tử tế chính đáng. Lại đi tiếp. メテオって普通に近づけんの？巨神がメテオを受け止めた時、一部が砕けて飛び散った。使われているのは周囲で見つかる欠片の方だ。でけえのは今でも巨神が支えてんだろ。Mẹ chết cha va xe rồi. Mình tưởng xe này nó tự động lái được cơ. Hóa ra nó vẫn có một tí va va được.
巨神やメテオへの信仰は熱いと聞く。実際あの下ってのはどうなってんだろうな。かなり熱い場所へ入ることになるが、カメラは大丈夫か？ああそうだね、隕石の炎なんて言ったらどうかな。壊れても買えはねえんだろ。車に置いてっか？いや持ってくよ。せっかくメテオの近くに行くんでしょ、巨神の姿も見えるかもしんないし。写真に収めなきゃ気が済まねえか。置いてやるじゃあ、もうめめざんたりろだい。壊れる方が後悔しない。かっこいいな。さて、そうそうとなにゃ、やっぱ bản đồ mà xem cơ。イグニスのメガネって熱は平気なの？おそらく問題ないと思うが。まあダメになってもそんなに困んないだろう。極端に悪いわけじゃねえしな。え、そうなの？まあないと何も見えないわけではないんだ。だったら普段取っとけば。いや、そこは違うんだよな。はっきり見えねえと気分が悪いんだと。まあぼやけているのは好きじゃない。やっぱきっちりしてんだね。đi theo nó thêm một lần nữa, lâu thế, chắc đây là cuối cùng rồi. Ignis, 運転席以外って気分。Thằng tử đeo lai hiền thế, tốc độ cũng như kiểu dồ bò này. 恐ろしいのかよ。昔の王子の運転を知っている身としてはな。Ồ, chỗ nào này, có cổng này. 読んでも読んでろ、気が紛れるぞ。あ、そうだな。だが今はいい。着いたよ。嘘じゃねえだろうな。Xe rung bần bật đấy nhỉ. Chỗ này có gì đó không ổn. Này, là tôi đây. Mở cửa đấy. Cái gì cơ? Mở được thật này. Như cả vương ơi mở ra nhỉ. Đấy biết ai nghe mà mở cửa nữa. À, nó chỉ mở cửa cho mình vào thôi. Còn giờ thì mình phải tự vào. Mà vào tôi làm gì trong này? Ta đã gặp những thứ quá là kỳ quái. Kéo gì kìa? What the hell? Đường khó đi thế nhỉ? Ui mẹ ơi, đường khó đi vốn đấy. Chết mẹ rồi, chỗ này là bản đồ nó rộng rồi này, lốt map rồi đấy. Thế khựng rồi. Ô, cụt đường rồi. Vậy trông như kiểu là cái nghĩa trang vậy ta. Ôi, lốt đinh mẹ ơi. Revelation. Trail of Mystery Nature cho biết là Six of Chosen Kings Worthiness. Như kiểu là những cái vị thần đéo gì của những vị vua được chọn đéo nào ấy, không hiểu lắm. Mình hy vọng có một bạn nào đó đóng góp bản dịch Việt sắp cho cái game này. Hay là mình cần phải đặt phần thưởng là tiền bạc ra ở đây nhỉ. Giờ tôi đâu có cần tiền. Tôi chỉ cần vui thôi. Ô đồ thật, mẹ có kiếm nè. Nó dẫn mình đến nơi mẹ có vũ khí tối thượng thật. Kiếm to à, ngon đấy nhỉ. Lại đập vào bụng. Quen rồi sao, không còn đau nữa rồi. Chọn bộ vũ khí rồi, mỗi tổ vũ khí thần thánh là đánh mẹ mất máu. Khắm vào là. Còn có cái gì đó ở đây nữa à? Ui, lại nữa à? Chạy đi nhanh lên. Ui, mẹ bố mẹ đến lúc này được đau bụng. À nhầm, đau đầu. Ui. Mẹ mày rơi. Ui giời mày thế. Đúng một thằng là vệ sĩ gì. Xương máu khác, mẹ nó sẵn sàng hy sinh bản thân, nó nhảy xuống nó cứu này. Thằng trung thành nhất đấy nhỉ.
Cái quái gì đấy? Ui mẹ, đúng thần Titan rồi. Chắc đây là mô phỏng cho thần Atlas ở trong thần thoại Hy Lạp. Một mình gánh trái đất. Nó nói gì? Nó nói bằng những ngôn từ đó, hiểu. Đừng có thở. Mấy ông này mẹ nằm dưới đây cả nghìn năm, chắc mồm thối lắm. Thở ra mẹ, có khi ông chưa đập mình đã chết mẹ rồi. Hắn, ông ta đang cố nói cái gì ấy, nhưng mà là cái gì mới được cơ? Nóc, ổn chứ? Hai đứa kia ở trên để dẫn đường cho mình. Bây giờ mình cùng thằng Gladius sẽ tìm cách để đi lên. Tìm đường lên. À, hút lửa đã. Chỗ này toàn lửa thôi. Ôi chết chết. Mẹ dẫm vào lửa chết cháy. À không phải, vậy đó chỉ là chim nó bay thôi. Chết mẹ, có địch à? À, định hút năng lượng sét nhưng không thành rồi. Xong một nháy. Hít cái sét ở đâu nhỉ? Vẫn mình nhìn thấy mà ta. Vẫn mình thấy mà ta. Ở đâu ấy? Mất rồi. Quay đi quay lại mất mẹ rồi. Ở chỗ này làm gì có sét thì chắc vẫn là nhìn nhầm thế đó nào. Ở đây đấy, à được, để lửa, nãy giờ toàn lửa rồi. Đầy rồi còn đâu, điều chế thêm lửa đi. Chắc chúng nó đánh nhau cần lửa ấy. Grab store để đấy đã, chốc nữa equip sau. Set store để đấy. Băng mình không cần. Băng chưa cần thiết. Này bên này. Được được được. Đây đấy. Đi nào. Mày phải đi sau chứ, tao là hoàng tử, mẹ mày trốn trước thế hả? Không có thời gian để mà tĩnh tâm đâu, đi nhanh lên đi. Ôi. Ôi chết rồi, mẹ sao lại đau đầu lúc này? Lại nữa à? Trời ơi, không đúng lúc tí nào cả. Nhanh lên, qua cái nơi quái quỷ này nào. Nốc, mày ổn chưa hả? Ổn nhéo thì hỏi ngu như chó. Trông tao có giống như đang ổn lắm không? Ôi ôi. Titan. Ý tưởng là gì bây giờ? Nhanh lên. Bình tĩnh đi, tao đang đi nhanh hết sức có thể rồi. Đừng bảo là bám vào cành cây mà đu nhá. Úi giời. Bố thằng hoàng tử vụng về hậu đậu này. Vả chết. Ui nó nhìn thấy rồi, nó nhìn rồi. À,
早く話がしてんだろ。相思相愛で何よりだ。行くぞ。Còn muốn nói chuyện nữa cơ. Ơ xét này. Biết thế để dành để giờ thu thập xét có phải là được nhiều không? Từ từ tao nhặt đồ đã. Chả mấy khi nhặt được đồ rồi người ta để rơi. Tao mệt với cái kiểu cứ phải đi mãi thế này rồi. Có phải cậu có trong mình dòng máu của hoàng tộc không đây? Đúng vậy. Tất nhiên là tôi có rồi. Đấy, vệ sĩ tốt là phải như vậy. Nó động viên. Ơ, hình như người nốc tít còn có cả nước nữa, mồ hôi kìa. Sao chỉ cần nằm đồ mà bên này mình nhặt được. Mình hiểu được nỗi khổ của thằng Gladius này. Gladius. Gladius. Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của tôi thôi. Và tôi phải làm được. Dỗi cái đéo mà bút cái thằng hoàng tử Trà Châu này. Khi cậu không tập trung, tôi sẽ tập trung cho cậu. Được chưa? Rồi, mẹ kinh kìa. Thế mới là mẹ gọi là cái gì nhỉ? Vệ sĩ và cánh tay đắc lực chứ đúng không? Gladio. Những lời của Gladio đã nhóm lên ngọn lửa trong trái tim của Noctis. Đấy, bây giờ thì sức mạnh của Noctis sẽ được tăng cường 50%. Ồ vãi cứt thật. Được đấy nhỉ. Nó nói cho vài câu thôi mà mẹ. Trái tim của hoàng tử to ra thêm 50%. Nghe khóng thật. Mẹ sao lúc thương xô nửa bóng có điện thoại này. Nghe máy nhanh lên mà. Bảo là trời đang nóng lắm, nó nhanh lên. Ui mẹ tàu đế quốc nó đến. Chết rồi. Mẹ khổ thế nhỉ. Người máy. Xem bọn lính đế quốc ở đâu rồi. Lao vào đánh chết mẹ đi. Tiêu diệt kẻ thù. Counter mày luôn. Bọn này lao vào cùi bắp mà. Bắn bố mày đi. Đẹp mà ở chúng mày. Chết mày đi mẹ. Đấy chiêu thức mới của tao đấy. Chiêu thức mới của tao đấy. Ý, mẹ kết hợp song kiếm hợp bích. Chém chết cũ đi. Mày bướng này. Mày bướng này. Ơ kìa. Đáo lý mày nữa. Ngon chưa? Nào giờ nói chuyện với Titan. Đâu? Đâu? Này. Tao ở đây này. Ông nói một cái thứ ngôn ngữ mà. Mỗi lần ông thở ra là đau đầu biết ngay mà. Mồm ông này thối quá. Mỗi lần ông ấy nói là Noctis bị kiểu như là bị ngộ độc ở không khí ấy. Chắc chắn luôn mẹ ông ấy thở ra câu nào thì... Vai mẹ bị đấm ráo biết mẹ bùi. Đi chết nha. Ô đi mẹ làm nào bây giờ. Đó 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 đó. Cút lên. Lại nữa hả?
Úi xồi ôi mẹ. Người bé tí rồi đánh nhau. Tôi nợ cậu một lần này đấy. Không tác dụng đâu, chúng ta phải chạy thôi. Tất nhiên là phải chạy rồi. Mày dẫn đường của lão thì tao đi trước mày thôi mày. Oh shit. Oh shit, mẹ chết tôi không đây. Đúng rồi, mày phải chặn đường tao, tao chạy trước. Ok, mày đi đường nào. Rồi, thoát rồi. Ở đó phải. Ôi, đinh công bệnh. À, đây. Đỡ anh lên. Ủa, nhạc hay vãi cứt. À, tự lên được rồi à? Đừng dừng lại đi luôn đi. Mày trông tao có giống như đang dừng lại hay không đây? Sao đi mẹ? Chạy đó kiểu gì khắm lắm vậy? Đúng rồi. Úi dồi. Tao đi chơi nhá. Lại dẫm phát nữa hả? Bố mày đỡ. Thần thánh đéo gì mày. Thần thánh, buôn thần bán thánh với tao. Mày chết mẹ mày đi. Vẫn chưa kịp. Lại nào. Cưỡng chậm rồi. Lên. Mẹ bố hoàng tử nó phải thế chứ. À bị nó đấm rồi mẹ. Sắp mất lồn. Ủa nhà hay quá không ơi. Mẹ game này nó thật. Đừng có mà chơi crack. Đáng đồng tiền bát gạo vào lò thôi. Mẹ. Chắc là phải chạy lên trên này chứ đúng không? Lên trên này nào. Ô đẹp. Xem có đồ thì tăng đam không nhỉ? Hết đồ rồi. À, đồng đội đến như vậy. Mẹ mẹ, chém. Mẹ bọn đế quốc lại xuống luôn này. Ôi, nó dùng dây dợ để nó chăng đánh Titan. Đẹp mỡ. Đấm bố mày đi. Yếu rồi. Mẹ Titan cũng chỉ có đến thế thôi đúng không? Nào, tất cả cùng xuống lên. Chết mẹ, hết máu. Đúng lúc có chiều thì đéo ra cái đéo gì cả. Sao có cái địch ở đây này.
Ý, mẹ chúng mày định ăn hôi của tao hả mày? Ê, nó yếu rồi kìa. Đập vỡ đi. Đúng rồi. Ông Boruto chụp ảnh đi. Khoảnh khắc đẹp như thế này không chụp à? Đó kiểu ông này đang làm gì luôn. Đẹp. Này thì nắm đấm mày này, mẹ tao đánh nhau với cái tay của mày luôn. Ignis, bắn đi. Phi ra. Mẹ nhạc hùng hồn quá, làm mình hăng máu rồi đấy. Bọn đế quốc này không được ăn hôi của tao. Đẹp mà mẹ, thằng Titan kia tao đang cứu mày đấy thằng ngu ạ. Nên dùng potion chứ mẹ, dùng hai potion nó phí ra. Ignite bù máu đi thôi. Chết mẹ trượt rồi. Đánh nhau bọn đế quốc này đã. Shit. Loạn hết cả lên rồi. Đéo kịp đó. Cái tay hư này.
Ngoan rồi, nó ngã rồi, nó ngã rồi. Chém chết cái tay. Đỡ trượt rồi, trời ơi. Đẹp. Hồn MB. Bật lại. Have a check up and sleep. Blizzard. Ôi chết rồi, mình không có trưởng băng, mẹ ơi. Mẹ cứ quất chúng nó đi. Dùng chiêu cuối luôn với mày. Quẩy lên. Làm gì cũng được, không phải chạy, cứ chém đi, cứ đám đi. Mẹ còn phải tìm đúng chỗ nữa, khắm thật. Gắt thế chứ đấy. Xem đánh nhau chóng cả mặt. Chứ tao phải đánh vào cái tay chứ. Mẹ bọn đế quốc để đứng làm chứ. Mất hết cả focus của tôi. Chốt nào. Băng. Đóng băng lại. Mẹ gãy tay mày đi con ơi. Đánh từ sáng đến tối rồi. Dụng tay cho con. Giờ thích thở thối rồi để đầu độc tao nữa không. Lại thở. Nó nói cái gì vậy ta? Ông này kiểu như lâu không ai nói chuyện ấy, ông quên mất ngôn ngữ rồi. Ông quên mẹ tiếng người luôn rồi. Sao đấy, chết à? Thần thành não thì gãy một cái tay chết mẹ luôn đấy. Gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra? Ô, Luna đã từng ở đây. Đừng bảo là Luna đã... Chắc chưa chết đâu đúng không? Ui, chắc là Luna đã từng cầu nguyện ở đây chăng? Khéo sau này ông này lại có tăng sức mạnh cho mình ý. Thế đó nào lại đây? Ui dồi ôi. Đánh con bốt thì mệt thế nhỉ? Dối hết cả lên hóa cả mắt. Lạ bọn đế chế này. Mẹ AD đi xuống, biết ngay mà. Nói chung bây giờ nhóm này mới biết bọn thằng AD này là của bọn đế chế. Rất vui vì được gặp mày ở đây. Lúc này giật mình thấy hóa ra AD này là người của đế chế. Trước giờ chỉ là một thằng, trước giờ cứ nghĩ chỉ là một thằng người lạ thế thôi. Tao là AD Izuna. Tể tướng Izuna. Nó lừa mình đến đánh Titan mà. Mục đích của thằng này tự nhiên dụ mình đến đánh Titan làm đéo mình nhỉ? Chết
chết ở đây không phải là sự lựa chọn đâu. Chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào nữa đâu, Nook. Tôi biết. Noctis đã có được cái mặt nạ, một biểu tượng của Titan. Rồi, hoàn thành chương này. Còn boss này hơi bị khổ luôn. Ui, 7 game này kinh nghiệm, chắc lên được cấp ấy. Gần lên cấp nữa luôn. Ở trong cái chương này thì Gala đi Diolos nó đi cùng mình, đâm ra nhiệm được kinh nghiệm của nó nhiều hơn hai thằng kia. Xê, ảnh hơi bị đẹp luôn đấy, anh phải lưu lại khoảnh khắc này. Ui, ảnh đẹp thế nhỉ. Nói chung là cái màn này thì tại vì lạc cái thằng Brom Tolo á, đâm ra nó cũng không có nhiều ảnh đẹp. Nhưng cái ảnh này quá là đẹp rồi, quá là chất. Ôi, mấy giờ rồi nhỉ? Chả biết mấy giờ luôn. Rồi chơi thêm một tí nữa rồi nghỉ. Thằng Titan này đốt của mình hơi bị nhiều calo đấy. Ôi giời, loading game. Giờ hết sự lựa chọn rồi, đành phải đi cùng đế chế rồi đây này. Lên tàu của thằng tể tướng này. Chết rồi, bây giờ bắt đầu những cái đoạn nút thắt của câu chuyện mà mình cũng không dịch được nhiều nên này, khó hiểu lắm. À, thằng như kiểu là thằng tể tướng này nó đang muốn, nó như nó cũng đấy, mình đã bảo thằng này nó ý nghĩ ý định của nó trong phim nó rất kỳ quái, mà ở đây nó cũng thế luôn. Nó đang đề nghị nhóm Noctis làm cái điều đó gì ấy. Nó giúp luôn đấy, nhưng phải làm cho nó cái đó gì ấy. Rồi, nó cho mình xuống để đi tìm xe. Nhiều ngày sau. Tư lệnh tối cao Rivers đã ra lệnh. Đó gì? Chắc là kiểm tra kỹ các cánh cổng ấy. Hai đi qua cũng phải bị kiểm tra. Sao hai thằng kia mặc áo giống nhau thế? Áo đôi à? Chứng tỏ game này không kỳ thị đồng tính đúng không? Ui, mẹ miếng crystal to thế. À đâu? Đó là miếng crystal đấy, cái chỗ vừa đánh nhau đúng không? Cái thế giới game này mình vẫn chưa thuộc nhiều thứ lắm. Nhiều cái lịch sử chắc phải đọc riêng cơ. À, nó còn mang xe cho mình luôn này. Nó có xe rồi thì đi thôi chứ. À, về trại Chocobo nghỉ. Regina và tất cả tính năng mới thì đều không khả dụng cho đến khi xe được tìm thấy. À, xe bị bọn đế chế nó giữ chứ không phải nó lấy nó đưa mình. Bây giờ cần phải tìm xe trước rồi. Ông Ignis này thì đúng kiểu là nhà tư vấn chiến lược hay sao ấy. Chả tin ai đó bao giờ. Lúc nào cũng nghiêm trọng. Chắc bây giờ phải dùng Chocobo mà đi thôi. À, con chó kìa. Lại có thư từ Luna đi mà. Trời, lại đi theo con chó. Đã lưu game được chưa đây? Thôi ok, lưu game được rồi, mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.
Mệt lắm rồi, đi ngủ mai đi làm, trưa mai mình sẽ up video này. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.